thì khi đó là cấy xong thì qua quá trình theo dõi đến vụ sản xuất cuối vụ thì phải nói cái lúa 2 năm 7 này rất là được, phải nói là so sánh bình một thái chứ tất cả các cái lúa này ở bên cạnh thì nó không thua kém gì. Nhưng mà cái đặc điểm của lúa lái 2 năm 7 năm 3 này nó có cái đặc điểm tức là sinh trưởng khỏe, nó chịu rét. Mà đến cái chỗ đấy là một cáo cáo chỉ là à, chắc là đấy thì có một số huyện là cáo chỉ cũng về nhưng đọc khám thôi. Bởi vì tôi nhớ lúc đó là công ty có mời là các đoàn, các huyện về rất là nhiều. Nhưng mà không tổ chức hội thảo. Lúc đó tôi đề nghị nên mở một hội thảo để cho họ xem. Nhưng mà công ty này lúa này đang còn làm sản xuất thử, chưa được công nhận chính thức. Như vậy là không mở hội thảo tận tình. Nhưng mà đến năm 2018 thì dân thấy một cái bằng chứng rất rõ ràng, cái lúa này nó dễ làm, nó chịu thâm canh, nó sạch bệnh. Như vậy là dân muốn đưa vào để ra, nhưng mà lại không được, là lý do là công ty nói là giống này đáng được cái sinh thực. Và sau đó là không tìm được giống, tức là không bỏ giống. Khi dân có yêu cầu, như đồng chí Trần Mỹ của dân trong cái sản của anh, tức là có phù đồng thuận không có giống, tức là dân yêu cầu về giống là không có giống. Như vậy trong quá trình sản xuất thì tiếp theo những phù đồng dân khác thì dân lập đưa vào sau ta làm trên diện đồng thì nói chung không có vấn đề gì cả, anh nào cũng thích. Bởi vì khi đó là làm lúc làm bộ sao tôi còn gọi cái bờ đồng chỉ truyền đấy, tức là tôi sẽ lấy nắm lên gạo để cái thử chất lượng gạo như thế nào. Nhưng mà nói chất lượng gạo cũng xuất gạo cái hồi là cái gạo của ta là tôi chê là đen, tại nắm gạo của tôi này khi đó là trắng hạt ra cái đồ mẹ sắt là không có, mà bây giờ đó là gạo đen thì cái cũng bảo tức là lúa đó là sản xuất hệ thống thì đúng rồi, hệ thống thì chứ vậy. Ở đây là bây giờ phải nói là trồng lượng nguyên hạt, tôi nhận ra một cái yếu điểm tức là rẻ mạnh khỏe, trồng lượng ngang hạt đạt yêu cầu đẹp tiêu chuẩn, bởi vì mảy ra là trên 7 thành 7 tỷ 1 7 tỷ ngàn. Thế còn lứa lừa lụt lân lái thì một số loài giống thì đưa vào là ta đi sản gạo là gạo mẹ rất là nhiều hạt gạo cũng đẹp, còn 2 bể là gạo trong hạt chai nấu cơm lên ăn rất là thịt. Chủ nhà là cảm chỉ có 6 cảm chỉ làm đặc biệt rất là dễ làm. Bây giờ tôi đề nghị á, cái giống này sắp tới là đề nghị vì công ty nên đặt vấn đề về quán tỉnh đưa vào vấn đề án sản xuất của sở nông nghiệp trong vùng nông thôn này để chúng ta làm. Bởi khi mà làm chỉ đào dưới mà cứ vẫn lo chứ lo đó là được chứ này, nếu như được bắt cái là bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì là khi được chưa công nhận là đưa vào làm rất là sợ, nhưng khi được vào công nhận rồi thì dân là mình theo cái nào đưa vào không sợ gì, mà người lãnh đạo chủ tịch địa phương chúng ta cũng sợ gì cả. Nhưng mà khi chưa đưa vào chính thức mà khi mất rủi ro một cái là địa phương chúng tôi cũng rất là băn khoăn. Bởi vì người đồng hành với nông dân là sản xuất của chúng tôi chứ cả gì. Thế như vậy trong cái giống này một số đặc điểm thì tôi thấy nhân sẽ đây bây giờ rất là dễ làm, thâm canh có thể đưa vào trong vùng nông thôn này. Bởi vì hiện nay nói đến ta làm thải chuyên rất nhiều, thải chuyên là dịch động làm cũng nhiều, bây giờ thải chuyên loại bỏ dần dần. Bởi vì nó quá mấy vụ sản xuất nó không chịu nổi nữa, nó sẽ quén về chân về cái hầu chịu đất. Chứ còn nữa được cái chồng này làm nên đưa vào. Còn cái đặc điểm khí hồi có một cái đại biểu có phát biểu tức là giống này nằm trên đất sâu, đất nào là được năng suất cao nhất. Thì đối với trình độ chúng tôi là đưa vào đất nên phát vừa, tức là sâu bằng biển, sâu vừa chứ không phải là sâu sụp. Nhưng kết quả nó rất là được, đưa cao, đất lấy đất sụp là phải là năng suất rất cao. Nó cao, đến khi nó trổ lên là lúc của dân xanh là chết mãi đi nhìn thành cao cao chỉ chứ. Để cái hạt lúa là hạt bóng nó lúa chứ cái hạt ăn thì rất là dễ ăn. Sạch bóng màu vịt bây giờ đấy thì nữa có cái vợ đồng chỉ truyền đi đấy thành làm chứ. Vì vợ đồng chỉ truyền đấy là trên xưa thì hồi gì á là có diện tích tổng thể là 2,5 đất mà chủ yếu làm thì đây rất là nhiều. Thế đây em đi chồng tôi thì chia sẻ cảm chí, thế đây người là cũng là hôm nay thì ta người đồng hành với nền nông nghiệp để cũng đưa nền nông nghiệp phát triển. Thì vì thế chúng ta sẽ chọn lựa những giống có chất lượng, có tiềm năng nó cao để làm đời nông dân và đồng thời đưa cái giá trị thu nhập trên tinh thần cao. Cuối cùng cùng xin chúc hội nghị chúng ta
trong hội nghị này thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.